Trong hành trình giành cú ăn ba nhuộm xanh trời Âu của Man City cách đây một năm, người hâm mộ chắc chắn không bao giờ quên hai khoảnh khắc này. Nó đến từ một tiền vệ nhìn thì cao lớn nặng nề, nhưng hóa ra lại mềm mại, uyển chuyển, song vẫn đầy sức mạnh. Một pha cứa lòng bằng chân không thuận, đưa bóng đi cầu Âu, biến thủ thành Jan Sommer trở thành kẻ làm nền. Và sau đó là cú sút định mệnh cháy lưới Inter Milan trong trận chung kết. Bên cạnh một Erling Haaland sát thủ, một Kevin De Bruyne biến hóa, thì các fan của Man City lúc đó đã đòi trao ngay danh hiệu quả bóng vàng cho Rodri, chàng chiến binh âm thầm nhưng quá đỗi quan trọng đối với họ. Nhưng đến bây giờ, những khoảnh khắc xuất thần ấy sẽ không còn được tái diễn, ít nhất là cho đến hết mùa giải năm nay. Mùa bóng mới bắt đầu được 5 vòng đấu, tiệc hay còn chưa đến mà với Rodri, anh đã sớm giương cờ trắng đầu hàng. Chỉ vài ngày sau khi lên tiếng phàn nàn về việc các cầu thủ giờ đây phải cày ải quá nhiều, có thể dẫn đến lao lực và chấn thương, thì Rodri trở thành luôn ví dụ cho câu nói của mình. Anh đã chính thức vắng mặt cả mùa, và giờ là lúc Pep Guardiola phải tự hỏi, đội hình của ông ai sẽ là người thay thế ngôi sao số 16 đây? Mùa trước vắng De Bruyne 4 tháng, City vẫn sống tốt. Mùa này vắng Rodri đến hết giải, nhà đương kim vô địch xem chừng đang hấp hối. Cuối tuần qua, cựu sao Atletico Madrid đã gặp phải chấn thương đáng lo ngại trong trận đấu với Arsenal. Vào phút thứ 21 của trận đấu, trong một pha tranh chấp với Thomas Partey của pháo thủ, Rodri bất ngờ ngã xuống sân và ôm chặt đầu gối trong đau đớn. Tiếng hét của anh vì đau đớn được ghi lại bởi micro bên lề sân, cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương này. Mặc dù một chiếc cáng đã được chuẩn bị, Rodri vẫn cố gắng tự mình rời sân với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Chấn thương của Rodri đã tác động ngay lập tức đến diễn biến trận đấu. Chỉ vài phút sau khi anh rời sân, Man City đã để cho Arsenal gỡ hòa từ một quả đá phạt nhanh với Ricardo Calafiori là người ghi bàn. Đáng chú ý, trước khi gặp chấn thương, Rodri đã có những đóng góp quan trọng cho đội nhà. Anh tham gia vào pha bóng dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Erling Haaland, khẳng định vai trò then chốt của mình trong lối chơi của Man City. Khi nằm xuống, Rodri cần được điều trị y tế sau vụ việc và rõ ràng là rất đau đớn. Cuối cùng tiền vệ này rời sân để nhường chỗ cho Mateo Kovacic. Sau đó thì tin tức tồi tệ nhất đã đến với Rodri và Man City. Tiền vệ số 16 dự kiến sẽ phải ngồi ngoài đến hết mùa giải do chấn thương rách dây chằng chéo. Rodri đã bay đến Tây Ban Nha để điều trị. Hình ảnh được đăng tải là anh được bắt gặp mặc áo hoodie trắng khi bước ra từ một tòa nhà. Tiền vệ này có dáng đi hơi khập khiễng và rõ ràng là đang rất đau đớn. Sự vắng mặt của Rodri chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn cho huấn luyện viên Pep Guardiola. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã là một nhân tố quan trọng của câu lạc bộ kể từ khi chuyển đến từ Atletico Madrid vào năm 2019. Anh đã có 260 lần ra sân và ghi 26 bàn cho câu lạc bộ, giúp Man City giành 4 danh hiệu Premier League liên tiếp, Champions League 2023, FA Cup và hai League Cup. Đáng chú ý là chấn thương của Rodri xảy ra chỉ vài ngày sau khi anh lên tiếng phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc trong bóng đá hiện đại. Anh thậm chí đã kêu gọi các cầu thủ đình công để phản đối tình trạng này nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa chấn thương. Và rồi cuối cùng thì chính Rodri lại trở thành nạn nhân của tình trạng mà anh đã cảnh báo. Trong trường hợp Rodri phải nghỉ dài hạn, Man City sẽ phải tìm kiếm các giải pháp thay thế. Mateo Kovacic, người đã vào sân thay Rodri trong trận đấu với Arsenal, có thể là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, việc tìm được một cầu thủ có thể đảm nhận vai trò của cầu thủ người Tây Ban Nha một cách toàn diện sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Pep Guardiola. Rodri trong khoảng 4 năm trở lại đây vẫn được coi là tiền vệ phòng ngự số 1 ngoại hạng Anh và đôi khi là số 1 thế giới. Man City đã mua anh về với cái giá 63 triệu euro vào năm 2019 để thay thế lâu dài cho Fernandinho khi mà tiền vệ người Brazil lúc đó đã 34 tuổi. Và rồi khi được thử lửa và trao suất đá chính, Rodri đã không khiến cho Pep phải thất vọng. Tiền vệ này sở hữu chiều cao lý tưởng 1m91 cho một cầu thủ phòng ngự, nhưng không hề nặng nề và ì ạch. Trái lại thì anh là một tiền vệ xử lý bóng mềm mại, với khả năng thu hồi, chuyền bóng tốt, dê bóng cũng cực kỳ khéo léo và thuần thục cả hai chân. Không những vậy thì Rodri còn thường xuyên tung ra những pha sút xa hiểm hóc, đơn cử như là cú cứa lòng đã được thấy ở đầu video vào lưới của Bayern Munich. Anh cũng chơi đầu tốt và thường xuyên có những pha xâm nhập bất ngờ vào vòng cấm đối phương để tìm kiếm cơ hội ghi bàn khi đội nhà cần thiết. Chính những điều đó đã khiến cho Rodri trở thành một quân bài đa năng và quan trọng bậc nhất đội hình nhà đương kim vô địch nước Anh. Và khi anh phải vắng mặt đến hết mùa, Pep thực sự đang lo lắng. Chấn thương của Rodri càng trở nên đáng lo ngại trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc của Man City. Đội bóng này sắp phải đối mặt với 4 trận đấu chỉ trong vòng có 12 ngày, trải dài ở 3 giải đấu khác nhau.
Việc mất đi một cầu thủ quan trọng như là Rodri trong thời điểm này có thể gây ra những khó khăn đáng kể cho đội bóng của Pep Guardiola. Thậm chí là nó còn được coi là điều nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc mất đi Kevin De Bruyne mùa trước cũng vì lý do tương tự. Trở lại với trận đấu đầu tiên của mùa giải khi Man City giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Burnley ngay trên sân khách ở mùa trước. Tuy nhiên kết thúc trận đấu, không một cổ động viên nào của Man Xanh có thể nở nụ cười khi biết rằng nhạc trưởng trong lối chơi của họ Kevin De Bruyne đã dính chấn thương nặng chỉ sau đúng 23 phút thi đấu. Tiền vệ người Bỉ đã tái phát chấn thương gân kheo, vấn đề mà anh đã gặp phải trong trận chung kết cúp C1 với Inter cách đó chỉ 2 tháng. Việc tái phát chấn thương trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới đã khiến cho Kevin De Bruyne phải ngồi ngoài tới 4 tháng và chỉ có thể trở lại trong giai đoạn lượt về. Thầy trò Pep Guardiola cũng đã có một giai đoạn giữa của mùa bóng có phần hụt lại so với những Arsenal và Liverpool. Một phần đến từ lịch thi đấu dày đặc hơn, một phần cũng đến từ tình hình nhân sự. Sau khi Kevin De Bruyne chấn thương, Erling Haaland cũng trải qua quãng giữa mùa không có được thể trạng tốt và ngồi ngoài hoàn toàn trong chiến dịch FIFA Club World Cup của The Citizens. Với sự vắng mặt đầu mùa giải của Kevin De Bruyne, mùa giải trước, Phil Foden đã được Pep sử dụng ở một vị trí tiền vệ kiến thiết giống với vai trò của người đàn anh, số 17 đã đảm nhiệm trong nhiều năm. Thực chất, với tiền vệ sinh năm 2000, khả năng của anh có thể được tận dụng ở bất kỳ vị trí nào từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công cho đến tiền đạo hai cánh. Và ở một mùa bóng mà City đã phần nào sống ít dựa trên hơi thở của Erling Haaland và Kevin De Bruyne hơn, Phil Foden đã cho thấy được anh chính là một trong những cầu thủ tỏa sáng rực rỡ nhất. Cầu thủ 24 tuổi đã có cho mình 19 bàn thắng sau 35 lần ra sân ở Premier League mùa bóng trước. Tính chung ở tất cả các đấu trường, con số này là 27. Số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải mà anh ghi được cho Man City tính từ đầu sự nghiệp cho đến nay. Đáng chú ý, tính riêng ở đấu trường ngoại hạng Anh, Foden có số bàn thắng tăng dần đều qua từng mùa giải. Nếu như ở mùa 18-19, anh ghi được một bàn thắng cả mùa, thì trải qua các năm sau đó, số bàn thắng đều đặn nhiều lên. Cho đến hiện tại, con số đó đã là 54 bàn thắng. Sao đến mùa giải năm nay thì lại là một câu chuyện khác, khi mà cầu thủ mang áo số 47 thậm chí mới chỉ được ra sân 2/5 trận đấu của Man City tính từ đầu mùa. Anh chưa có bất kỳ đóng góp vào bàn thắng hay là kiến tạo nào và đang chật vật tìm lại phong độ sau kỳ Euro 2024 đáng quên của bản thân mình. Qua đó có thể thấy là ở Man City không thiếu những cầu thủ có thể khỏa lấp vị trí mà Kevin De Bruyne để lại. Khả năng của Phil Foden là vô cùng toàn diện. Cho dù không sở hữu những đường truyền đột biến và sáng tạo cao như Kevin De Bruyne, nhưng cầu thủ này bù lại có tốc độ và sự lắt léo trong những tình huống dê dắt. Ngay cả khi Foden đang không đạt phong độ cao nhất và Kevin De Bruyne vừa qua cũng đã tiếp tục ngồi ngoài vì vấn đề chấn thương, Man City vẫn còn đó những Bernardo Silva, Jack Grealish hay Savinho cũng có thể là phương án để Pep xếp đá ở vị trí số 10 bởi lối chơi của họ cũng giàu kỹ thuật và cực kỳ biến hóa. Tuy nhiên với Rodri, chấn thương nặng của anh lại là câu chuyện hoàn toàn khác, nan giải và khó đối phó hơn rất nhiều. Thành tích của Manchester City mùa trước khi không có Rodri trong đội cũng là một điều đáng lo ngại. Thống kê cho thấy tỷ lệ chiến thắng của đội bóng giảm đáng kể từ 74% xuống còn 64% khi không có sự hiện diện của tiền vệ này. Hơn nữa, tỷ lệ thua trận tăng từ 11% lên 24% khi mà Rodri vắng mặt. Rõ ràng không có Rodri trên sân, The Citizens thiếu đi một chất keo gắn kết đội hình. Không chỉ vậy, Rodri còn sở hữu nhiều phẩm chất khác, đặc biệt là sự sáng tạo, yếu tố vô cùng quan trọng trong cách vận hành của Pep Guardiola. Man City chưa thua trận nào tại Premier League khi có Rodri trong đội hình kể từ thất bại trước Tottenham Hotspur vào năm 2023. Thành tích này hiện đã kéo dài lên 52 trận. Khi Rodri phải ngồi ngoài vì án treo giò vào đầu mùa trước, đội bóng của Guardiola đã thua liên tiếp ở Premier League trước Newcastle và Wolverhampton. Bởi vậy, nếu nhà vô địch Euro 2024 phải vắng mặt trong một thời gian dài vì chấn thương, sẽ rất thú vị khi xem Man City ứng phó như thế nào. Họ gần như đã thua Arsenal do những vết nứt trong đội hình không có Rodri lộ ra. Hiện tại thì 3 phương án trên hàng tiền vệ mà Pep Guardiola sẽ phải chọn lấy một người để đưa ra sân thay thế vị trí của Rodri bao gồm Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan và Matheus Nunez. Đây đều không phải là các tiền vệ phòng ngự và đều có những hạn chế trong việc đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng. Kovacic và Gundogan gần như giống nhau về lối chơi khi đều là những tiền vệ truyền bóng tốt và đảm trách vai trò cầm nhịp cũng như phân phối bóng. Chính Kovacic đã được đưa về Man City khi Gundogan ra đi. Và cho đến mùa hè năm nay, dù cầu thủ người Đức đã quay trở về Etihad chỉ sau một năm khoác áo Barcelona, nhưng cả hai vẫn được Pep sử dụng luân phiên, chơi bên cạnh Rodri.
Cầu thủ còn lại là Matheus Nunes cũng là một tiền vệ trung tâm thuần và chưa bao giờ được đánh giá cao ở vai trò đánh chặn. Giờ đây khi mà số 16 vắng mặt đến hết mùa, vai trò của Kovacic, Gundogan hay Nunes sẽ càng lớn hơn nữa. Nhưng hạn chế về vấn đề vị trí sẽ là thứ khiến cho Pep phải lo ngại. Không gì chứng minh xác đáng hơn cho luận điểm này bằng bàn thua trong trận chung kết Champions League với Chelsea năm 2021 khi Pep cất cả Rodri và Fernandinho lên băng ghế dự bị và vị trí thấp nhất hàng tiền vệ của Gundogan đã bị Mason Mount khai thác triệt để bằng một đường truyền vượt tuyến cho Kai Havertz ghi bàn. Pep cũng sẽ có thể tính đến việc đẩy John Stones hoặc là Rico Lewis lên chơi ở hàng tiền vệ, điều mà ông vẫn thường hay áp dụng trong một số trận đấu của City. Tuy vậy thì đó cũng chỉ là giải pháp mang tính tình thế hoặc là tạo đột biến trong những cuộc đối đầu nhất định, chứ hoàn toàn không thể là biện pháp lâu dài khi mà Rodri nghỉ dài hạn. Khác với trường hợp của Kevin De Bruyne, City khi vắng Rodri không có lấy một cầu thủ có phong cách và vị trí chơi giống như tiền vệ người Tây Ban Nha để thay thế anh, chứ chưa nói đến vấn đề đẳng cấp có tương xứng hay là không. Việc bổ sung thêm nhân sự gần như là điều bắt buộc và Pep sẽ phải nghĩ đến điều này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Chính vì thế, mất Kevin De Bruyne không phải là thảm họa với City ở mùa trước, nhưng mất Rodri mùa này hoàn toàn có thể là thứ sẽ khiến cho nhà đương kim vô địch tụt lại trong cuộc đua ở Premier League và xa hơn nữa là đấu trường Champions League. Arsenal cũng đã mất đội trưởng Martin Odegaard vì lý do tương tự, nhưng Mikel Arteta đã có sẵn những phương án để thay thế tiền vệ người Na Uy cho đến khi anh quay trở lại. Còn với Man City, Pep sẽ phải một lần nữa thể hiện tài liệu cơm gắp mắm của mình khi Rodri vắng mặt, nhất là sau trận hòa toát mồ hôi hột trước Arsenal cuối tuần qua. Giờ thì người ta đã hiểu đâu mới là cái tên quan trọng nhất đội hình của Man Xanh. Chẳng phải là Erling Haaland, cũng không phải là Kevin De Bruyne, mà chính là Rodri, người có thể sẽ nắm giữ vận mệnh cuộc đua vô địch năm nay. Nhưng khi anh chấn thương, vận mệnh đó sẽ lành ít dữ nhiều với Manchester City rồi.